Rồi mời cái lớp chúng ta bắt đầu vào lớp học nào. Hãy ổn định cơ thể của mình trên tấm thảm. Hãy ngồi thật thoải mái. Hai tay tách nhẹ xương mông để xương ngồi áp chặt xuống dưới sàn. Giữ thẳng cột sống. Từ đốt sống lưng đến đốt sống cổ là một đường thẳng. Hít vào thật chậm. Thở ra êm êm. Hít vào thật chậm. Thở ra nhẹ nhàng. Hai tay chắp trước ngực. Cả lớp cùng thực hành 3 tiếng ôm để đánh thức năng lượng của chính mình, kết nối năng lượng với lớp học và kết nối năng lượng với vũ trụ. Hít sâu. Ôm. Hít vào. Hít sâu. Mời cả lớp hai tay thủ ấn Shimura đặt nhẹ trên gối. Mắt vẫn nhắm. Chúng ta chuẩn bị thả lỏng toàn bộ cơ thể. Thả lỏng vầng trán. Đỉnh đầu. Khuôn mặt thả lỏng. Đôi môi miệng cười nhẹ. Hít một hơi thật sâu. Thở một hơi thật chậm, thư giãn và thả lỏng đôi vai, mềm mại với đôi tay của mình, vươn cao cột sống, mềm mại với từng đốt sống lưng của bạn, hít vào thật chậm, thở ra nhẹ nhàng. Thư giãn và thả lỏng cơ mông, cơ đùi, đôi chân của chính bạn. Hít một hơi thật sâu. Thở một hơi thật chậm. Hít vào thật sâu. Thở ra nhẹ nhàng. Hít vào nhẹ nhàng đưa hơi qua hai cánh mũi, xuống cuốn họng, xuống bụng, căng tròn bụng lên. Thở ra chậm rãi, nhẹ nhàng, hóp sâu bụng lại, tống hết hơi ra bên ngoài. Hít vào, căng tròn cơ bụng lên tối đa. Thở ra chậm rãi, nhẹ nhàng. Hấp sâu bụng lại, tống hết hơi ra bên ngoài. Hít vào theo nhịp đếm 1, 2, 3, 4, 5. Thở ra chậm rãi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hấp sâu bụng lại, tống hết hơi ra bên ngoài. Hít vào, theo nhịp 1, 2, 3, 4, 5. Thở ra theo nhịp 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hấp sâu bụng lại, tống hết hơi ra bên ngoài. Lần nữa hít vào, căng căng cơ bụng lên tối đa, thở ra chậm rãi, nhẹ nhàng hóp sâu bụng lại. Ý thức bụng dưới ba phân nào rút sâu hơn nữa, rút cơ đáy sàn chậu, tống hết hơi ra bên ngoài. Hít vào theo nhịp, 1, 2, 3,
4, 5, 6. Thở ra theo nhịp 12, 11, 10, 9, 8, 7. Vươn cao cột sống, rút đáy sàn chậu. 5, 4, 3, 2, 1. Rút sâu hơn nữa nào. 3, 2, 1. Hít vào, hơi tự tràn vào, đưa hơi qua hai cánh mũi. Xuống cuống họng, căng bụng lên, thở ra chậm rãi, nhẹ nhàng, hấp sâu bụng. Hấp sâu bụng lại, tống hết hơi ra bên ngoài. Rút sâu hơn nữa nào cả lớp. Rút đáy sàn chậu. 3, 2, 1. Hít vào, hơi tự tràn vào. Căng căng cơ bụng lên. Thở ra chậm rãi. Hấp sâu bụng lại. Tống hết hơi ra bên ngoài. Lần cuối, hít vào, căng tròn cơ bụng lên. Nín thở, giữ hơi, thả lỏng vầng trán, vươn dài cột sống của mình. Giữ hơi giúp tăng sức bền, tăng sức chịu đựng cho bản thân. 3, 2, 1, thở ra nhẹ nhàng, hấp sâu bụng lại. Hấp sâu bụng, tống hít, hơi ra bên ngoài. Mời cả lớp đưa hơi thở về hơi thở tự nhiên nào. Hít sâu, thở chậm. Hít sâu, thở chậm. Hít vào, vươn hai tay lên cao. Vươn thẳng hai tay lên trần. Mở rộng 10 đầu ngón tay của mình. Hấp sâu bụng. Nhẹ nhàng kéo hai tay về phía trước ngực. Massage nhẹ lòng bàn tay của mình. Chà sát vào lòng bàn tay vào nhau. Tạo độ nóng ấm cho lòng bàn tay. Có hơi nóng rồi, nhẹ nhàng đưa tay lên bả vai của mình. Massage nhẹ bả vai. Rồi lần nữa nào cả lớp, đưa tay lên, xoa nhẹ, hai tay vào nhau. Chà sát chà mạnh vào, tạo độ nóng ấm cho lòng bàn tay. Rồi có hơi ấm rồi, đưa tay lên mắt. Mắt xoa nhẹ mắt. Đưa hơi ấm vào mắt, làm sáng, làm trong đôi mắt của mình hơn mỗi ngày. Rồi đưa tay về phía trước, mắt nhìn vào lòng bàn tay. Nhắm mắt, mở mắt, nhắm mắt, mở mắt. Hai tay chắp trước ngực, cúi đầu chào nhau. Namaste. Nguyễn Huyền xin chào cả lớp mình. Hôm nay Huyền sẽ chia sẻ cho mình một cái phương pháp thở mới, cho nên chúng ta dừng lại để mình theo dõi cái phương pháp thở, rồi sau đó thì mình sẽ kết hợp phương pháp thở bụng, rồi thở bốn thì, thở ca ba cùng với cái phương pháp thở này cả nhà ha. Đây là một cái phương pháp thở nó cũng gần gần giống những cái phép thở chúng ta đang học, nhưng mà cái kỹ thuật thì nó hơi khác thôi. Cái phương pháp thở này nó sẽ giúp cho mình trị liệu cho những F0 á cả nhà. Khi mà ai mà bị F0 hoặc là chúng ta đang trong cái tình trạng mà mình bị khó thở, nó liên quan đến đường hô hấp, thì mình sẽ áp dụng cái phương pháp này. Nó sẽ giúp mình trị liệu để cho cái hơi thở mình được tốt hơn. Và những người nếu mà các bạn có ai mà bị F0 á, mình biết rồi thì mình sẽ hướng dẫn họ thở lại, để cho họ sẽ giúp cho cái đường hô hấp của họ được tốt hơn. Cái phương pháp này ha, đầu tiên cả nhà mình á, cắn nhẹ cái răng lại, ngậm hai cái hàm răng trên của mình. Đúng rồi, ngậm chạm nhẹ thôi nha, đừng có gồng bất cứ cái cơ miệng nào của mình, chỉ chạm nhẹ cái hàm răng. Rồi, mình bây giờ cái động tác này mình phải phát ra một cái âm xì. Cắn nhẹ và mình xì nè.
tất cả đều phát ra cái âm xì ha. Thì khi mà cả nhà mình phát ra cái âm xì á thì thấy như thế nào ạ? À? Cái bụng mình nó có hóp vào không? Khi mà mình phát ra cái âm xì đó, cắn nhẹ hàm răng, mình phát ra cái âm xì thì mình lúc này á là cái bụng mình nó hóp lại vào bên trong ha. Đó, cái động tác đó là động tác mình thở ra. Trước kia thì mình sẽ thở ra bằng mũi và hít vào bằng mũi luôn, nhưng mà hôm nay mình sẽ thở ra bằng cái âm xì của miệng và mình hít vào bằng mũi. Thì cả nhà mình lại nè ha, cắn nhẹ răng, xì, thì cái âm xì của mình càng kéo dài, cái bụng mình nó càng hóp sâu đúng không cả lớp mình? Ai có cảm nhận, ai đã cảm nhận được cái âm xì như vậy rồi thì cho Huyền cái ngón cái coi nào. Chưa ạ? À, chị Huyền Trần chưa đúng không? Mình hơi cái hàm răng của mình là chạm lại ha, mình không có cắn nó, mình không có gồng ở cái cơ miệng, mình chỉ chạm cái hàm răng lại thôi và mình phát ra cái âm xì. Thì cái âm xì nó kéo càng dài thì cái cơ bụng của cả nhà mình sẽ hóp càng sâu, tức là âm xì càng phát thì cơ bụng hóp càng sâu, tức là mình thở ra bằng cái âm xì đó. Mình thở ra bằng cái âm xì đó để cho cái cơ bụng của chúng ta hóp vào. Rồi bây giờ cái âm hít vào nè, âm hít vào thì lúc trước bằng mình hít bằng mũi nhưng mà cái miệng mình nó cũng không có di chuyển cái gì hết, nhưng mà hôm nay mình hít vào cái âm bằng mũi á, thì cái lưỡi của mình này cả nhà, cái lưỡi của chúng ta uốn cong cái lưỡi và chạm như cái nướu cái hàm trên á ha, uốn cong cái lưỡi và chạm cái nướu cái hàm trên. À, đúng rồi, rồi mình chỉ chạm đó xong rồi mình hít vào bằng mũi. Thì khi mà mình chạm vào mà mình hít vào bằng mũi thì lúc này bụng của mình căng lên rồi thở ra nè, ngậm miệng phát ra âm xì. Vào chạm lưỡi hàm trên, hít bằng mũi căng bụng, thở ra ngậm miệng phát ra âm xì. Hít vào cong lưỡi chạm, hít mũi căng bụng lên, thở ra ngậm miệng xì, hấp sâu, hít vào chạm lưỡi, hít mũi căng bụng lên, thở ra ngậm răng xì. Rồi cả lớp mình có cảm nhận được cái hơi hít vào thở ra ở cái phương pháp thở này chưa ạ? Thảo Viên ok nè ha. Ai nữa? Chị Ngọc Ánh ok, chị Hiền Trần, rồi Khải Như, chị Hoa Sen. Rồi. Vậy là suốt buổi trong cái bài học hôm nay chúng ta sẽ áp dụng cái phương pháp thở để trị liệu F0 này nha. Nó rất là dễ đúng không ạ? Nó cũng giống giống như cái phương pháp thở trước thôi. Nhưng mà lần này thì chúng ta đổi một xíu kỹ thuật và mình thở bằng miệng một xíu, tại vì những người bị F0 á, thì cái phần mũi nó đã bị nghẹt rồi, thì chúng ta sẽ cho cái phần miệng để phát ra cái âm xì để tống được cái hơi ra, để nó giải giải phóng được cái lồng ngực của mình nó mạnh hơn. Rồi cả lớp bắt đầu, chúng ta sẽ khởi động trước lúc mình đi vào bài thở của ngày hôm nay. Cái cam của chị Lê Lưu để cao quá, chị Lê Lưu ơi, hạ thấp cái cam xuống để thấy cái bụng của chị, để xem là chị thở nó có ok không ha. Rồi Huyền xin nhờ, đúng rồi, được rồi đó chị. Rồi thì nhờ chị Lê Lưu làm mẫu cho lớp mình luôn nha. Rồi. Hai tay ôm nhẹ gối. Lần này mình không ôm gối nữa, mình sẽ mở căng lồng ngực. Hai tay đưa ra sau.
tay nọ chắp lên chỏ tay kia, hai tay đưa ra sau, tay nọ nắm cái chỏ tay kia để chúng ta mở căng cái lồng ngực ra. Ở cái phương pháp thở này sẽ giúp cho học viên mở căng lồng ngực hơn. Đưa xuống dưới đó chị Lê Lưu, đưa ra sau mà ở dưới, đúng rồi, nó rất là thoải mái ha, nó không gồng bất cứ điểm gì trên cơ thể mình. Mình đưa ra sau để mình giữ cho cái lồng ngực mình nó được mở rộng thôi. Rồi vươn thẳng cột sống, mắt nhắm nhẹ. Cái lớp chuẩn bị đi bài tập cổ cầm về sát ngực. Hít vào, thở ra đều đi nào cả lớp. Hít vào, chậm rãi, thở ra, nhẹ nhàng. Hít vào, ngẩng mặt, vươn cằm, nâng cổ. Thở, cằm về sát ngực. Đẩy. Hít hai, ngẩng mặt, vươn cằm, nâng cổ. Thở, cầm về sát ngực, lần hai. Lần cuối, hít vào, ngẩng mặt, vươn cằm, nâng cổ. Đẩy căng lồng ngực của mình. Hít sâu, thở chậm. Ba, hai, một. Thở, cầm về sát ngực. Hít sâu, thở đều. 3, 2, 1. Hít mặt về chính diện. Vươn cao cột sống. Thở, nhẹ nhàng xoay cổ sang bên phải. Hơi nâng cơ cổ lên. Hít vào, về giữa. Thở, xoay cổ sang trái đổi bên. Hơi rướn cằm lên. Hít vào, về giữa. Thở, xoay sang phải, đổi bên lần hai. Xoay á, chứ không phải là nghiêng. Chị Lê Lưu, chị đang nghiêng rồi. Xoay. Xoay, đúng rồi. Hít vào, về giữa. Nhẹ nhàng, xoay cổ, đổi bên. Hít vào, về giữa. Xoay cổ, đổi bên. Kéo dài cái hơi thở mình ra. Xoay cổ chậm thôi cả lớp. Giữ. Vươn thẳng cái lồng ngực. Rướn cái cơ cổ của mình cao lên. 3, 2, 1. Hít vào. Về giữa, nhẹ nhàng, xoay cổ, sang trái, đổi bên lần cuối. 3, 2, 1, hít vào, về giữa. Chậm rãi, nghiêng cổ sang phải. Lần này mình nghiêng hai cả lớp mình. Những cái động tác này sẽ giúp cho chúng ta giải cái phần cổ của mình. Ai mà bị đau cổ thì hàng ngày mình cứ tập những cái động tác này, tập nhẹ nhàng thôi. Nó sẽ giải được cái phần cổ. Hít vào, về giữa. Thở, nghiêng sang trái, đổi bên. Hít vào, về giữa. Thở, nghiêng phải, đổi bên. Hít vào, về giữa. Thở, nghiêng trái, đổi bên. Rướn nhẹ cằm lên cạnh lớp mình ha. Chúng ta nghiêng sang trái rồi chúng ta nâng cái cằm lên. Hít vào, về giữa. Chậm rãi. Thở, nghiêng phải, đổi bên lần cuối. Giữ ở đây. Đẩy mạnh cái lồng ngực chúng ta về phía trước. Áp chặt mông xuống sàn. Hít sâu, thở chậm nào cả lớp. 3, 2, 1. Nhẹ nhàng hít vào, về giữa. Thở,
Nghiêng trái đổi bên lần cuối nào. Hít sâu thở chậm. 3, 2, 1. Hít vào về giữa. Nhẹ nhàng buông tay ra, đặt hai tay trên gối. Cắn nhẹ răng, xì miệng, hóp bụng. Uốn lưỡi, hít vào bằng mũi, căng bụng. Cắn nhẹ răng, xì. Uốn lưỡi lên vòm trên, hít mũi, căng bụng. Cắn nhẹ răng, xì. Hóp sau bụng. Uốn lưỡi lên vòm trên, hít mũi, căng bụng lên. Cắn nhẹ răng, xì. Uốn lưỡi lên vòm trên, hít mũi, căng bụng. Cắn nhẹ răng. Uốn lưỡi lên vòm trên, hít mũi, căng bụng. Cắn nhẹ răng. Uốn lưỡi lên vòm trên, hít mũi, căng bụng lên. Cắn nhẹ răng. Uốn lưỡi lên vòm trên, hít mũi, căng bụng. Thả lỏng cầu vai cả lớp nào. Cắn nhẹ răng. Uốn lưỡi lên vòm trên, hít mũi, căng bụng, cắn nhẹ răng, xì hết rơi hơi ra. Xì đi nào cả nhà. Xì hết hơi, hóp bụng, hóp bụng. Uốn lưỡi lên vòm trên, hít mũi, căng bụng, cắn nhẹ răng, xì. Hóp bụng. Lần cuối, uốn lưỡi lên vòng trên, hít bằng mũi, căng bụng lên. Cắn nhẹ răng, xì bằng miệng. Hóp bụng. Rồi mời cả lớp đưa hơi thở về hơi thở tự nhiên nè. Vẫn cứ cảm nhận cái mức độ đó của mình ha. Lần đầu mình được tập nó sẽ hơi nó không có thông được nhiều, cho nên cứ giữ đó và chúng ta vẫn cứ tập luyện. Rồi tiếp tục nào, hít vào vươn hai tay lên cao. Vươn thẳng hai tay lên trần. Mở căng lồng ngực, mắt vẫn nhắm. Thở. Hạ tay phải bên thảm phải, tay trái kẹp sát mang tay, nghiêng lườn sang bên phải. Mở căng lồng ngực lên trên. Hít vào, vươn lên, vươn hai tay. Căng 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 lòng bàn tay của mình, lấy năng lượng của vũ trụ và buổi sáng sớm nào. Thở nhẹ nhàng, hạ chỏ tay trái bên hông trái, tay phải kẹp sát mang tay, nghiêng lườn sang trái, hơi co nhẹ cái chỏ tay phải lại để chúng ta đẩy cái lồng ngực lên và nghiêng lườn được sâu hơn. Hít vào, vươn lên, vươn hai tay thẳng lên. Thở, hạ sang phải lần hai. Chỏ tay trái kẹp sát mang tay, nghiêng lườn sang phải, đẩy căng lồng ngực, hai mông áp chặt xuống dưới sàn. Hít vào, vươn lên, vươn thẳng cơ thể lên. Thở, hạ trái lần hai. Co nhẹ chỏ tay phải và co nhẹ chỏ tay trái luôn để chúng ta nghiêng lườn sâu hơn. Hít vào, vươn lên, vươn thẳng cơ thể lên.
thở hà phải lần cuối, hít sâu thở chậm, co nhẹ cái trỏ tay trái lại cái lớp mình, co nhẹ trỏ tay, đúng rồi, co nhẹ trỏ tay thì cảm giác chúng ta sẽ nghiêng lườn được sâu hơn, áp chặt hai mông xuống dưới thảm, tiếp tục nghiêng lườn, hít sâu thở chậm, giữ 3 2 1, hít vào vươn lên, vươn thẳng hai tay lên, thở nghiêng trái lần cuối, co nhẹ trỏ tay trái áp chặt được xuống dưới thảm, trỏ tay phải cũng co nhẹ lại để đẩy cái lồng ngực, hít sâu thở chậm đi nào cả lớp mình, áp chặt hai mông xuống dưới thảm, tiếp tục 3 hơi thở nữa, nghiêng lườn sâu hơn, nghiêng lườn sâu hơn, áp chặt cơ thể, 3 2 1, hít vào vươn lên, vươn thẳng hai tay lên, thở hạ hai tay xuống thảm, hít vào hai tay dang ngang, thở xoay người sang bên phải, tay trái đặt trên gối phải, tay phải chống ra sau, vặn xoắn cơ thể, mắt nhìn ra cầu vai sau, giữ thẳng cột sống, hít vào vươn lên, hai tay dang ngang, căng căng 10 đầu ngón tay của mình, vươn thẳng cột sống, thở nghiêng lườn sang bên trái, đổi bên, tay phải trên gối trái, tay trái đặt ra sau, mắt nhìn ra cầu vai sau, hít vào vươn lên, hai tay dang ngang, thở xoay người sang phải, đổi bên, tay trái trên gối phải, tay phải đặt ra sau, hít vào vươn lên, hai tay dang ngang cả lớp, thở đổi bên trái lần hai. Em của chị Hoa Sen sao tắt rồi chị Hoa Sen ơi, màn yếu hay sao đó chị, vặn xoắn sâu hơn nào cả lớp, mắt nhìn theo cầu vai sau, chúng ta chỉ cái hướng mắt của mình nhìn như vậy nhưng mà mắt mình hãy nhắm lại cả lớp ha, hít vào vươn lên, hai tay dang ngang, căng căng toàn bộ hai tay sang hai bên, thở vặn xoắn người sang phải lần cuối, hít sâu thở chậm nào, vặn xoắn sâu hơn, ở lần cuối này hãy co nhẹ hai trỏ tay lại, vươn thẳng lồng ngực, vặn xoắn sâu hơn, co nhẹ cái trỏ tay lại cả lớp mình, chúng ta sẽ vặn xoắn được sâu hơn nào, hít sâu thở chậm, 3 2 1, hít vào vươn lên, hai tay dang ngang, thở vặn xoắn người sang trái lần cuối, co nhẹ hai trỏ tay co nhẹ lại, chúng ta sẽ vặn xoắn sâu hơn nào, hít sâu thở chậm, 3 2 1, hít vào vươn lên, vươn hai tay dang ngang, thở hạ hai tay xuống dưới thảm, đặt hai tay trên gối, chuẩn bị vào hiệp thở thứ hai, cắn nhẹ răng, xì miệng, hóp bụng, giữ thẳng cột sống, cổ với đốt sống lưng chị Hiền Trần, uốn lưỡi lên vòng trên, hít mũi, căng bụng, cắn nhẹ răng. Hóp bụng, uốn lưỡi lên vòng trên, hít bằng mũi, căng bụng, cắn nhẹ răng. Hóp bụng, uốn lưỡi lên vòng trên, hít mũi, căng bụng, cắn nhẹ răng, xì miệng, hóp bụng. Uốn lưỡi lên vòm trên,
hít mũi, căng bụng, cắn nhẹ răng, xì miệng, hóp bụng. Bú lưỡi lên vòm trên, hít mũi, căng bụng, cắn nhẹ răng. Hóp bụng. Uống lưỡi lên vòm trên. Hít mũi. Căng bụng. Lần cuối cắn nhẹ răng. Hóp sâu bụng. Uống lưỡi lên vòm trên. Hít mũi. Căng bụng. Rồi mời cả lớp đưa hơi thở về hơi thở tự nhiên nào. Hít sâu. Thở chậm. Hít sâu. Thở chậm. Hít sâu. Thở chậm. Rồi cả lớp mình đưa cơ thể mình về tư thế con mèo, cái bàn đó cả nhà. Bích Vân vào sau có nắm được cái động tác thở này không em? Ok ha, các bạn nào chưa nắm được thì các bạn báo ha. Cái phép thở này là phép thở trị liệu cho F0 ha. Để giúp cho các bạn mà bị khó thở về đường hô hấp cực sâu thì chúng ta sẽ áp dụng cái phép thở này. Thơm Vũ có nắm được không? Thơm Vũ ơi. Rồi, ok. Mình sẽ khởi động cột sống mèo bò. Áp chặt lòng bàn tay. Ký mũi chân. Mắt hướng về phía trước, nhắm nhẹ mắt lại. Hít vào. Võng lưng, vươn ngực, rướn cằm. Thở, hóp bụng, cuộn từng đốt sống lưng, cằm về sát ngực. Hít hai, võng lưng, vươn ngực, rướn cằm. Thở, hóp bụng, cuộn từng đốt sống lưng, cằm về sát ngực. Hít vào, võng lưng, vươn ngực, rướn cằm. Thở, cuộn từng đốt sống lưng, cằm về sát ngực, gù bả vai, gù lưng cao hơn. Tách vai chúng ta ra, xa tay. Hít sâu, thở chậm. Giữ ở đây nào cả nhà. Hóp sâu bụng vào rốn hơn nữa nào. Gù cái lưng cao lên. 3, 2, 1. Thở ra. Hóp bụng. Anh xin lỗi cả lớp mình. Hít vào. Hóp bụng. Vướng rương ngực, rướng cằm, vươn căng căng ngực chúng ta lên. Giữ ở đây cả lớp. Hít sâu thở chậm. 3, 2, 1. Hít mặt về chính diện. Hít mặt về chính diện cả lớp mình. Giữ ở tư thế này. Cả nhà chuẩn bị thở K3 nào. Thở K3 cũng là một phương pháp thở giúp chúng ta tống hết toàn bộ khí độc ra bên ngoài rất là mạnh ha. Giữ cái tư thế này, chị Lê Lưu nhẹ thế rồi à. Hít sâu, thở chậm đi nào. Hít vào, nhẹ nhàng, căng căng bụng lên. Thở ra, chậm rãi, hóp sâu bụng lại, tống hết hơi ra bên ngoài. Lần nữa, hít vào, nhẹ nhàng, căng căng cơ bụng lên. Thở ra chậm rãi, hóp sâu bụng lại, tống hết hơi ra bên ngoài. Lần cuối hít vào, căng bụng lên. K3 chuẩn bị, bắt đầu. Thở, 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 hóp sâu. Thở.
Cả lớp hãy duy trì hơi thở tự nhiên. Bích Vân và Thơm Vũ chưa có biết thở K3 nè. Thở K3 là cái phương pháp thở chúng ta cứ giật mạnh bụng vào trong. Và chúng ta không có chủ động chúng ta hít vào. Mà chúng ta chỉ thở ra giật mạnh bụng vào trong. Giống như là mình xì mũi ra đó. Giật mình bụng mạnh vào và cái hơi thở nó tự động. Cái hơi hít tự động nó sẽ tràn vào phổi ha. Mình tự động giật mạnh. Thở, thở theo cái nhịp đếm á, là cái cơ bụng mình giật mạnh vào trong. Hít sâu, thở chậm. Rồi chúng ta chuẩn bị cho một lần thở thứ hai nào. Hít vào, căng căng bụng lên. Thở ra chậm rãi, hấp sâu bụng lại, tống hết hơi ra bên ngoài. Lần nữa hít vào, căng bụng lên. K3 bắt đầu. Thở, 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 căng bụng lên, nín thở, giữ hơi. Giữ hơi giúp cho chúng ta tăng sức bền và đưa oxy nó chảy khắp toàn bộ các tế bào của mình, làm tươi mới toàn bộ các tế bào. Giữ hơi ở tư thế này cả nhà mình, mắt nhắm, cảm nhận. 3, 2, 1, thở ra, hấp sâu bụng lại, tống hết hơi ra bên ngoài. Hấp sâu bụng lại, tống hết hơi ra bên ngoài. Rồi mời cả lớp đưa hơi thở về hơi thở tự nhiên nào. Rồi chúng ta ngồi xuống hướng mặt về lại phía màn hình. Lần này mình sẽ đi một lần 3 nhịp thở, từ thở F0 qua thở 4 thì và thở K3. Và sau đó thì mình có 10 phút thiền sau. Rồi cả lớp giữ thẳng cột sống. Đầu tiên là mình sẽ thở F0 nào. Hai tay đặt nhẹ trên gối. Cắn nhẹ răng, xì hết hơi ra. Hấp sâu bụng lại. Cái hơi xì, cái lớp mình hãy cắn nhẹ răng và xì cái hơi bằng miệng, phát ra cái âm xì ra bên ngoài luôn. Uống lưỡi lên vòm trên, hít vào bằng mũi, căng bụng lên. Cắn nhẹ răng. Uống lưỡi lên vòm trên, hít vào bằng mũi, căng bụng. Cắn nhẹ răng. Uống lưỡi lên vòm trên. Hít mũi. Căng bụng. Cắn nhẹ răng. Hóp sâu bụng. Uống lưỡi lên vòm trên. Hít mũi. Căng bụng. Cắn nhẹ răng. Uống lưỡi lên vòm trên. Hít mũi. Cắn bụng. Cắn nhẹ răng. Uống lưỡi lên vòm trên. Hít mũi. Cắn bụng. Cắn nhẹ răng. Hóp bụng. Lần cuối, uống lưỡi lên vòm trên, hít mũi. Cắn nhẹ răng. Hóp sâu bụng. Rồi mời cả lớp đưa hơi thở về hơi thở tự nhiên. Hít vào. Căng căng bụng lên. Thở ra chậm rãi, hấp sâu bụng lại, tống hết hơi ra bên ngoài. Chuẩn bị thở 4 thì, hít vào, căng bụng. 1, 2, 3, 4, 5. Nín thở. 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra, hấp sâu bụng. 1, 2, 3, 4, 5. Nín thở. 5,
4, 3, 2, 1. Hít vào. 1, 2, 3, 4, 5. Nín thở. 5, 4, 3, 2, 1. Thở hấp sâu. 1, 2, 3, 4, 5. Nín thở. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, căng bụng. 1, 2, 3, 4, 5. Nín thở, thả lỏng vầng trán. 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra, hấp sâu, rút đáy sàn chậu. 5, 4, 3, 2, 1. Nín thở, rút đáy sàn chậu. 1, 2, 3, 4, 5. Hít vào, căng bụng. 5, 4, 3, 2, 1. Nín thở, thả lỏng cầu vai. 1, 2, 3, 4, 5. Thở ra, hấp sâu, rút đáy sàn chậu. 5, 4, 3, 2, 1. Nín thở. 1, 2, 3, 4, 5. Vòng cuối, hít vào. Căng bụng. 1, 2, 3, 4, 5. Nín thở, thả lỏng vầng trán. 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra, hấp sâu, rút đáy sàn chậu. Rút cơ bụng dưới. 1, 2, 3, 4, 5. Nín thở. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi mời cả lớp đưa hơi thở về hơi thở tự nhiên nào. Hít sâu, thở chậm. Hít sâu, thở chậm. Hít vào, căng căng cơ bụng lên. Thở ra, chậm rãi, hấp sâu bụng lại, tống hết hơi ra bên ngoài. Hít vào, căng tròn cơ bụng lên. K3, chuẩn bị, bắt đầu 30 nhịp. Thở, 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 hấp sâu. Hít vào, căng tròn cơ bụng lên, nín thở giữ hơi. Ở lần giữ hơi này rất quan trọng cả nhà. Thả lỏng cầu vai ra, cả lớp. Thả lỏng vầng trán. 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra, hấp sâu bụng lại, tống hết hơi ra bên ngoài. Hấp sâu bụng lại, tống hết hơi ra bên ngoài. Chúng ta tiếp tục một lần nữa cho thở F0 nào. Cắn nhẹ răng, xì mạnh hết hơi ra, hấp sâu bụng lại. Cả lớp phải phát cái tiếng xì ra bằng miệng, xì mạnh, hấp sâu. Uốn lưỡi lên vòng trên, hít vào bằng mũi, căng bụng. Cắn nhẹ răng, xì mạnh hết hơi ra bằng miệng, hấp sâu bụng lại. Uốn lưỡi lên vòng trên, hít mũi, căng bụng lên. Cắn nhẹ răng. Uốn lưỡi lên vòng trên, hít mũi, căng bụng. Cắn nhẹ răng. Uốn lưỡi lên vòng trên, hít mũi, căng bụng. Cắn nhẹ răng. Uốn lưỡi lên vòng trên, hít mũi, căng bụng. Cắn nhẹ răng. Hấp sát bụng lại. Uốn lưỡi lên vòng trên, hít bằng mũi, căng bụng lên.
cắn nhẹ răng, xì bằng miệng, kéo dài hơi xì. Càng kéo dài hơi xì, tống hơi ra bên ngoài càng nhiều, hấp càng sâu bụng lại vào bên trong. Uốn lưỡi lên vòng trên, hít bằng mũi, căng căng cơ bụng lên. Cắn nhẹ hàm răng, hấp bụng, xì mạnh bằng miệng, xì càng sâu, tống càng hít hơi ra ngoài, hấp sâu bụng lại. Vòng cuối, uốn lưỡi lên vòng trên, hít bằng mũi, căng bụng lên. Cắn nhẹ răng. Mời cả lớp đưa hơi thở về hơi thở tự nhiên. Cả lớp đổi chân để chúng ta bắt đầu vào thiền sau nè. Ai tê chân hãy đổi chân. Mắt vẫn nhắm. Cứ cảm nhận hơi thở đi vào đi ra bên trong cơ thể của mình. Hai tay thủ ấn Shimura đặt nhẹ trên gối. Vươn dài đốt sống cổ và đốt sống thắt lưng trên một trục thẳng. Cảm nhận hơi thở vào thành bụng. Hít vào. Bụng căng lên nhẹ nhàng. Thở ra. Bụng xẹp xuống, xẹp xẹp xuống. Hãy quên đi quá khứ. Hãy để mọi việc đến rồi đi. Chúng ta hãy cứ ở trong giây phút tĩnh tại này để cảm nhận khoảng không bên trong. Có những kỷ niệm dù thiết tha hay như có những con người làm chúng ta say đắm thì chúng ta cũng học cách tĩnh lặng, quên đi trong giây phút hiện tại này. Để chúng ta cảm nhận sâu hơn vào bên trong cơ thể của mình. Để cảm nhận sâu hơn vào hơi hít thở. Dành cho mình một khoảng lặng trong cuộc sống này. Lặng để hiểu. Lặng để thấy mình được yêu thương. Lặng để trân trọng những phút giây hạnh phúc. Tĩnh lặng để thấy tâm hồn mình bình yên. Hít một hơi thật sâu, thở một hơi thật chậm. Nhẹ nhàng đưa hơi thở lên vầng trán. Điểm giao nhau giữa hai chân mày, con mắt thứ ba của chính bạn. Đưa ý niệm, đưa hơi thở vào vầng trán. Thả lỏng toàn bộ vầng trán. Hít sâu, thở chậm. Nhẹ nhàng đưa hơi thở qua đỉnh đầu. Luân xa số 7, nhẹ nhàng và thư thái cho toàn bộ phận đỉnh đầu của bạn. Đưa ý niệm, đưa hơi thở vào đỉnh đầu, giải phóng toàn bộ những mệt mỏi, những lo lắng, những muộn phiền. Tiếp tục nhẹ nhàng đưa hơi thở, đưa ý niệm qua cuốn họng. Luân xa số 5, luân xa của âm thanh, của giọng nói. Đưa hơi thở vào đây, giải phóng âm thanh, giải phóng giọng nói của bạn được nhẹ nhàng, được trong trẻo, được mạnh mẽ hơn. Chậm rãi, tiếp tục, đưa hơi thở, đưa ý niệm, chạy dọc theo cột sống, qua lồng ngực, qua tim, luân xa số 4, luân xa của tình yêu thương, của sự cho đi. Hãy mở rộng con tim của bạn, mở rộng lồng ngực của chính mình. Hãy đón nhận tình yêu thương của vũ trụ, đón nhận tình yêu thương của mọi người và hãy cho nhiều hơn nữa. Ban tặng tình yêu thương của bạn đến tất cả mọi người. Tiếp tục đưa hơi thở, đưa ý niệm chạy dọc xuống cột sống, qua luân xa số 3, ngang chỗ rốn, vùng bụng của mình. Luân xa số 3, luân xa của nội lực, luân xa của sức mạnh. Đưa hơi thở, đưa ý niệm vào đây, giúp cho nội lực, giúp cho sức mạnh bên trong cơ thể bạn mỗi ngày mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn. Tiếp tục nhẹ nhàng đưa hơi thở, đưa ý niệm qua luân xa số 2, vị trí ngay chỗ xương cùng. Hít sâu, thở mạnh, luân xa của tình dục. Luân xa của sự sống. Hít sâu, thở chậm, nhẹ nhàng đưa hơi thở qua luân xa cuối, luân xa của xương cùng, nằm ở vị trí xương cùng và hậu môn của chính mình. Luân xa của bản năng,
luân xa của sự sinh tồn. Hít một hơi thật sâu, thở một hơi thật mạnh. Hít một hơi thật sâu, thở một hơi thật chậm, giúp cho luân xa của bản năng, của sự sống được mạnh mẽ hơn, được vững vàng hơn trong cuộc đời này. Nhẹ nhàng chậm rãi đưa ý niệm, đưa hơi thở qua hai đầu gối. Tiếp tục, chạy dài hơi thở qua hai ngón chân cái, tống hết mọi chất độc, mọi muộn phiền ra bên ngoài qua hai ngón chân cái của bạn, giúp cho toàn bộ cơ thể được thanh lọc của một vòng năng lượng mới hoàn toàn. Tiếp tục đưa hơi thở, đưa ý niệm của mình vào trán, chậm rãi từ vầng trán đưa hơi thở qua đỉnh đầu. Hít sâu, thở chậm, đưa hơi thở xuống cuống họng, kéo dài hơi thở qua lồng ngực, qua con tim, luân xa của tình yêu thương. Nhẹ nhàng đưa ý niệm, đưa hơi thở qua luân xa số 3, ngăn vọng, bụng, rốn, luân xa của nội lực, luân xa của sức mạnh. Chậm rãi đưa hơi thở qua xương cùng, nhẹ nhàng kéo dài hơi thở xuống xương cụt, áp chặt mông xuống dưới thảm, lấy năng lượng của lòng đất mẹ, giúp cho luân xa gốc, luân xa bản năng được mạnh mẽ hơn. Tiếp tục nhẹ nhàng đưa hơi thở qua hai đầu gối, giảm tải áp lực ở hai đầu gối của chính mình, giúp cho đầu gối của chúng ta được mạnh mẽ, được vững vàng hơn. Nhẹ nhàng đưa hơi thở, đưa ý niệm qua hai ngón chân cái, tống hết độc tố từ trong bên trong cơ thể qua hai ngón chân cái, tống hết hơi ra bên ngoài. Tiếp tục một vòng năng lượng mới. Tiếp theo, nhẹ nhàng đưa hơi thở lên vầng trán. Cả nhà hãy tự chạy hơi thở đưa năng lượng của mình qua toàn bộ các luân xa trên cơ thể. Ai chúng ta chưa nắm rõ từng vị trí của luân xa, hãy cứ đưa hơi thở từ vầng trán chạy dọc theo cơ thể và đẩy hơi ra hai ngón chân cái của mình. Một nguồn năng lượng mới được tái tạo, được hình thành, giúp cho cơ thể bạn thanh lọc toàn bộ. Rồi cả lớp còn 3 phút. Thiền năng lượng không có lời dẫn.
hơi thật sâu, thở một hơi thật chậm, hít một hơi thật sâu, thở một hơi thật chậm. Chúng ta đến với cuộc đời bằng hơi thở và ra đi cũng bằng hơi thở. Hơi thở chính là sợi dây thanh khí kết nối cơ thể với cuộc đời này. Thầm cảm ơn và biết ơn hơi thở của chính mình. Thầm cảm ơn các bạn, người lữ khách đã cùng tôi đồng hành trên chuyến tàu tìm kiếm sức khỏe. Để rồi mỗi sân ga đi qua, lại để trong ta bao nhiêu ấm áp yêu thương. Cả lớp nhẹ nhàng mang ý thức quay trở lại căn phòng. Rung lắc nhẹ đôi tay, cử động nhẹ đôi chân, xoay một vòng cho vai. Hít một hơi thật sâu, thở một hơi thật chậm. Hít vào, vươn hai tay lên cao. Vươn thẳng hai tay lên chậm. Hóp sâu bụng rốn lại. Chậm rãi hai tay chắp trước ngực, kéo hai tay về sát ngực. Cầm hướng nhẹ về xương ức. Chúng ta cùng cầu nguyện ở đây. Trong tâm tôi luôn niệm câu Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti có nghĩa là cầu bình an. Tôi cầu bình an cho bản thân, cho gia đình, cho bạn bè. Tôi dùng tâm trí hai tay đặt lên trán, linh hồn hai tay đặt trên môi và trái tim hai tay đặt trước ngực. Cầu bình an cho tất cả mọi người trong khán phòng này và trên thế giới này. Cúi đầu chào nào cả lớp. Namaste. Nguyễn Huyền xin chào cả lớp một lần nữa. Buổi học thiền thở sáng hôm nay của chúng ta là kết thúc. Cảm ơn cả lớp đã đồng hành với Nguyễn Huyền trong ca tập sáng hôm nay.